Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 9 đến với video hướng dẫn giải đề thi giữa học kỳ 1 môn toán. Sắp tới các bạn sẽ có một bài kiểm tra giữa học kỳ 1, thì để chuẩn bị tốt về mặt kiến thức cũng như là làm quen với dạng đề thi thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết về một đề thi giữa học kỳ 1 của một trường trung học cơ sở. Ở video này cô sẽ giải đề thi thôi, còn cô có làm một video ôn tập có cả lý thuyết và bài tập chương 1 của đại số và hình học lớp 9 thì các bạn có thể theo dõi video này trên kênh YouTube Học 247. Bây giờ cô sẽ tiến hành giải đề thi ở trên app Học 247 ha. Thì app Học 247 này các bạn có thể tải về và mình học. Link tải app cô có gắn ở dưới phần mô tả, các bạn chú ý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải đề thi. Cô sẽ chọn mục đề thi và đề kiểm tra giữa kỳ 1 nó sẽ nằm trong mục đề kiểm tra. Cô sẽ sửa cái đề đầu tiên, đó là đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn toán của trường trung học cơ sở Phùng Hưng. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thi ha. Đây là mục hướng dẫn làm bài, các bạn có thể tham khảo ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn bắt đầu làm bài. Câu đầu tiên, kết quả rút gọn biểu thức căn bậc 2 của 16 x bình y mũ 4 là. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút gọn biểu thức, đó là căn bậc 2 của 16 x bình y mũ 4. Rồi trước khi làm bài này, cô sẽ nhắc lại cho các bạn một cái hằng đẳng thức như sau. Đó là ta có căn bậc 2 của A bình sẽ bằng trị tuyệt đối của A. Được chưa? Và ở lớp dưới chúng ta học trị tuyệt đối của A sẽ bằng A nếu như A lớn hơn hoặc bằng 0. Và sẽ bằng trừ A nếu A bé hơn 0. Rồi, được chưa? Vậy thì đối với biểu thức này ta sẽ có gì đây? Bây giờ 16 x bình y mũ 4 đưa ra khỏi căn là ta sẽ có là gì? Là ta sẽ có 4 nhân với trị tuyệt đối x nhân với trị tuyệt đối của y bình. Vì căn 16, 16 là một số dương rồi nên là khi mà đưa ra dấu căn thì chúng ta được 4. Tiếp tục, bây giờ chúng ta thấy nè, y bình này là một số không âm, nên khi chúng ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối nó chính là bằng y bình. Còn cái trị tuyệt đối x này chúng ta vẫn giữ nguyên. Vì sao? Vì mình chưa biết được điều kiện của x là âm hay dương, nên mình vẫn cho x ở trong dấu giá trị tuyệt đối ha. Nên cô sẽ được đó là gì? 4 nhân với trị tuyệt đối x nhân với y bình. Cái này là vì y bình lớn hơn hoặc bằng 0. Câu 1 chúng ta được kết quả như thế này. Vậy chúng ta xem thử mình chọn đáp án nào đây. À, mình chọn đáp án C. Tiếp theo qua câu 2. Câu 2 là cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Ta có 4 câu như thế này. Vậy có nghĩa là mình sẽ xem thử hệ thức nào đúng. Đầu tiên là cô sẽ vẽ cái tam giác ABC ra. Tam giác ABC vuông tại A. Và có đường cao AH. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét theo từng câu thôi. Đầu tiên đó là câu A. Câu A ta có BC là cạnh huyền này, AH là đường cao, bằng AB bình cộng với AC bình. Đây là một hệ thức sai, đúng chưa? Vì cái hệ thức đúng của nó là BC nhân với AH thì bằng AB nhân với AC. Vì trong một tam giác vuông ta có tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng, nó sẽ bằng tích của hai cạnh góc vuông. Nên câu A là câu sai. Tiếp theo qua câu B. Câu B là BC bằng AB nhân AC chia cho AH. À, vậy có nghĩa là từ cái biểu thức đúng này nè, chúng ta sẽ suy ra được gì đây? Suy ra BC. Đúng chưa? BC lúc này chính là bằng AB nhân với AC chia cho AH.
Đúng chưa? Vậy là đáp án đúng ở đây là câu B. Để biết chắc chắn xem thì chúng ta sẽ xem thử câu C và câu D chẳng hạn. Câu C ta có AC nhân với AH bằng AB nhân với BC là sai rồi nè. Câu D AB nhân với AH bằng AC nhân với BC cũng sai luôn. Không có cái hệ thức C và D. Và chúng ta sẽ chọn câu B. Tiếp theo câu 3. Câu 3 này là rút gọn biểu thức căn bậc 2 của 1 trừ căn 5 tất cả bình cộng 1. Rồi cô có là 1 trừ căn 5 tất cả bình. Cái này là căn ha. Cộng với 1 thì bằng gì đây? Cái biểu thức ở trong căn này được viết dưới dạng bình phương rồi, nên khi đưa ra khỏi căn cô sẽ được là trị tuyệt đối của 1 trừ căn 5 cộng với 1. Rồi, mà chúng ta biết 1 trừ căn 5 này có giá trị là âm. Đúng chưa? Nên khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta sẽ được đó là trừ của 1 trừ căn 5 cộng 1. Rồi mở ngoặc ra ta được là trừ 1 cộng căn 5 cộng 1. Và kết quả chính là bằng căn 5. Vậy câu A chúng ta sẽ chọn đáp án A là căn 5. Tiếp theo cô sẽ qua câu 4. Câu 4 là giá trị của biểu thức 1 trên căn 9 cộng 1 trên căn 16 bằng. À, câu này khá là đơn giản đúng không? 1 trên căn 9 cộng với 1 trên căn 16 bằng. Bây giờ 1 trên căn 9 chính là bằng 1 phần 3. Vì sao? Vì căn 9 là bằng 3. Cộng với 1 trên căn 16 tức là 1 trên 4. Rồi cái này là 1 phần 3 cộng 1 phần 4. Chúng ta quy đồng rồi chúng ta tính thôi. Mẫu ở đây là 12. Quy đồng lên là ta sẽ được 7 phần 12. Rất là dễ đúng không nào? Câu 4 chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo qua câu 5. Câu 5 là chọn khẳng định đúng. Câu 5 là câu A. Sin của 37 độ cộng bằng sin của 53 độ. Tan của 37 độ cộng bằng cotan của 37 độ. Câu C. Cos của 37 độ bằng sin của 53 độ. Câu D. Cotan 37 độ bằng cotan 53 độ. Rồi bây giờ cô nhắc lại này. Trong tam giác ABC, trong một tam giác vuông, thì rõ ràng là ta thấy góc B và góc C này là hai góc phụ nhau. Vì hai góc phụ nhau là có tổng số đo bằng 90 độ. Vậy ta có cho một tam giác vuông, hoặc là cô có hai góc mà phụ nhau. Hai góc phụ nhau thì sin góc này sẽ bằng cos góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia. Có nghĩa là với cụ thể ở cái trường hợp này ha, đối với cái hình này đi chẳng hạn, thì ta có B, C phụ nhau. Nên ta sẽ có là sin B thì bằng cos C. Rồi ta có tan B thì bằng cotan C. Đó, nếu mà chúng ta có hai góc phụ nhau, cô nhắc lại, nếu có hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia. Vậy bây giờ xem lại các đáp án ở câu 5, ta thấy 37 với 53 độ. Hai góc này hai góc phụ nhau rồi. Vậy thì xem thử hệ thức nào đúng. Sin bằng sin là sai nè, tan bằng cotan. Mà 37 với 37 độ là sai. Câu C, cos của 37 độ bằng sin 53 độ. À, câu C là đúng ha. Cos góc này bằng sin góc kia. Câu D, cotan 37 bằng cotan 53 sai luôn. Vậy câu 5 đáp án là C. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp câu 6. Câu 6, một chiếc máy bay bắt đầu bay lên khỏi mặt đất với vận tốc 480 km/h. Đường bay của nó tạo với phương nằm ngang một góc 30 độ.
sau 5 phút máy bay bay lên được bao nhiêu km. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phác họa cái hình ra. Rồi, chiếc máy bay bay lên cao khỏi mặt đất với vận tốc là 480 km/h và đường bay của nó tạo thành phương ngang một góc là 30 độ thì cô sẽ mô phỏng cái hình vẽ như sau. Đây là mặt đất nè. Đây là máy bay bay. Cô có tam giác ABC chẳng hạn. Đường bay tạo với phương nằm ngang, tức là cái góc này là góc 30 độ. Đây là đường bay của máy bay. Mà người ta hỏi sau 5 phút máy bay bay lên cao được bao nhiêu? Có nghĩa là người ta yêu cầu chúng ta tính độ cao của máy bay so với mặt đất sau 5 phút, tức là chúng ta cần phải tính cái đoạn AB này nè. Đúng không? Vậy để muốn tính được cái đoạn AB mà chúng ta có cái góc C này rồi và chúng ta có vận tốc bay, vậy tức là chúng ta sẽ tìm được cái đoạn AC này, tức là quãng đường bay được của máy bay. Đúng chưa? Vậy đầu tiên là chúng ta sẽ tính AC và mình sẽ áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông chúng ta tính được AB. Đầu tiên là cô sẽ đổi 5 phút ra là giờ đã. 5 phút thì bằng bao nhiêu giờ đấy các bạn? 5 phút tức là bằng 5 phần 60 giờ, rút gọn là bằng 1 phần 12 giờ ha. Rồi bây giờ cô xem như AC là quãng đường mà máy bay bay được, nên cô sẽ có là gì? AC bằng 1 phần 12 nhân với vận tốc là 480. Bằng bao nhiêu đây? Bằng 40 km. Được chưa? Đó là tính được AC. Vậy bây giờ có AC, có góc C rồi, chúng ta sẽ áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ABC, mình tính được AB ha. Bây giờ ta có tam giác ABC vuông tại B. Ta có góc C là góc này, AB ở đây là cạnh đối, AC là cạnh huyền, vậy chúng ta sẽ có là AB bằng AC nhân với sin của góc C, tức là sin của 30 độ ha. Đây là mối liên hệ, chúng ta áp dụng mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. AC chúng ta vừa tính được là bằng 40, sin của 30 độ là bằng 1/2. 40 nhân 1/2 là bằng 20 km. Vậy sau 5 phút thì máy bay bay lên cao được là 20 km. Câu 6, cô chọn đáp án C. Tiếp theo chúng ta qua câu 7. Câu 7 là biểu thức 2y bình nhân với căn bậc 2 của x bình trên 4y bình với y bé hơn 0 được rút gọn là. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi rút gọn cái biểu thức này. Đó là 2y bình nhân với x mũ 4 chia cho 4y bình. Cái này bằng gì đây? Này sẽ bằng 2y bình, cô vẫn giữ nguyên, nhân với căn bậc 2 của x bình, x mũ 4 chia cho 4 nhân với y bình, là ta sẽ được là trị tuyệt đối của x bình chia cho 2 nhân với trị tuyệt đối y. Mà cái này sẽ bằng gì nhỉ? Chính là bằng 2 nhân với y bình. Ta biết là y x bình thì lớn hơn hoặc bằng 0, nên bỏ dấu giá trị tuyệt đối, cô sẽ có là x bình. Bây giờ trị tuyệt đối của y mà người ta cho y bé hơn 0, nên khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối ra ta được trừ y, nên đây cô sẽ có là x bình
chia cho trừ 2y. Vì sao? Vì x bình lớn hơn hoặc bằng 0, y bé hơn 0. Rồi, thế là chúng ta sẽ rút gọn thôi. Cái này 2y bình chia cho trừ 2y là chúng ta sẽ được là trừ y này nhân với x bình. Trừ y nhân x bình. Ta chọn đáp án A. Câu 7 chúng ta chọn câu A. Tiếp theo qua câu 8. Câu 8 cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Cô vẽ cái hình ra trước. MNP vuông tại M. Có đường cao là MH. Rồi biết rằng NH là bằng 5, HP là bằng 9. Vậy tìm độ dài MH, MH tức là đường cao. Vậy trong tam giác MNH vuông tại M, áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta sẽ có gì đây nhỉ? MH bình bằng NP NH nhân với BH. Đúng chưa? Và sẽ bằng 9 x 5 bằng 45. MH bình bằng 45 thì cô sẽ suy ra được MH bằng bao nhiêu đây? MH chính là căn của 45. Căn của 45 là 3 căn 5. Được chưa? Câu 8 cô chọn đáp án C. Tiếp theo qua câu 9. Câu 9 là gì? Một cái thang dài 4 mét đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 60 độ. Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường bằng. Vậy đối với bài này cô cũng sẽ mô phỏng bằng hình vẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái thang dựa vào bờ tường. Vậy cô sẽ gọi đây là bờ tường đi chẳng hạn. Thang dựa vào tường, đúng chưa? Đây là mặt đất này. Tường và mặt đất vuông góc với nhau. Đây là cái thang. Cô gọi đây là tam giác ABC. Góc mà giữa thang và mặt đất là 60 độ, tức là góc này này. Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường, tức là mình cần tính cái đoạn BC này. Ta biết là cái thang này là dài 4 mét. Vậy bây giờ chúng ta có cạnh kề của góc C và cạnh huyền thì chúng ta sẽ sử dụng cốt ha. Rồi trong tam giác ABC vuông tại A, à vuông tại B. Có gì đây? Cô có cốt của cốt góc C tức là cốt 60 độ. Cos 60 độ bằng BC chia cho AC. Vậy từ đó suy ra BC sẽ bằng AC nhân với cos của 60 độ. Và bằng gì đây? AC thì bằng 4, cos của 60 độ bằng 1/2. 4 nhân với 1/2 tức là bằng 2 mét. Vậy thì khoảng cách từ chân đến chân thang đến bờ tường là 2 mét ha. Rồi cô chọn đáp án D. Tiếp theo cô qua câu 10. Câu 10 là cho tam giác BDC vuông tại D. Góc B là bằng 60 độ. DB bằng 3 cm, độ dài cạnh DC. Rồi cô cũng vẽ cái hình ra. Tam giác BDC vuông tại D. Góc B là bằng 60 độ nè. BD bằng 3 cm. Bây giờ tính độ dài DC.
Rồi ta thấy BD và DC là hai cạnh góc vuông. Nên là ta sẽ áp dụng tan là ta có tan của góc B, tức là tan tan góc B đi. Tan góc B thì bằng DC chia cho BD. Từ đó chúng ta sẽ suy ra DC sẽ bằng BD nhân với tan của 60 độ. Bằng BD bằng 3 nè. Tan 60 bằng căn 3. Vậy DC chính là 3 căn 3 cm. Câu 10 cô chọn đáp án C. Tiếp theo chúng ta qua câu 11. Câu 11, giá trị của biểu thức 1 trên 2 cộng căn 3 cộng với 1 trên 2 trừ căn 3 bằng 1 trên 2 cộng căn 3 cộng 1 trên 1 trừ căn 3. 2 trừ căn 3. Rồi bài này chúng ta chỉ quy đồng lên thôi ha. Quy đồng lên là cô sẽ có 2 trừ căn 3 cộng với 2 cộng căn 3 chia cho 2 cộng căn 3 nhân với 2 trừ căn 3. Cái này sẽ bằng 2 cộng 2 là bằng 4 à. Trừ căn 3 với căn 3 là hết. 4 ở dưới mẫu là 2 cộng căn 3 nhân với 2 trừ căn 3, tức là hàng đẳng thức. A bình trừ B bình, tức là bằng 4 trừ 3. Đúng chưa? 4 trừ 3 thì bằng 1. Nên đáp án, nên kết quả của biểu thức này là bằng 4. Câu 11 cô chọn câu C. Chúng ta qua câu 12. Câu 12 là cho tam giác ABC vuông ở A. BC bằng 25 cm, AC bằng 15 cm, số đo của góc C bằng. Rồi bây giờ cho tam giác ABC. Vuông tại A. Có BC là bằng 25 nè. AC thì bằng 15. Số đo của góc C. Muốn tính số đo của góc C mà biết cạnh AC và BC thì áp dụng tỉ số lượng giác ta có gì nhỉ? Ta có cos của góc C bằng AC chia cho BC. AC là bằng 15, chia cho BC là bằng 25. 15 chia 25 là bằng 3 phần 5. Cos C là bằng 3 phần 5 thì suy ra C bằng bao nhiêu? Các bạn lấy máy tính bấm, chúng ta sẽ bấm là xít cos 3 phần 5 là nó sẽ ra 53 độ. 53 phẩy 13, tức là chúng ta sẽ lấy 53 độ. Giờ xem câu 12 có đáp án nào không nhỉ? Đó chính là câu A. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua câu 13. Câu 13, cho căn bậc 2 của 3x-1 tất cả bình phương bằng. Cái này cũng là dạng rút gọn biểu thức luôn. Ta có 3x-1 tất cả bình phương. Căn của nó. Thì muốn đưa ra khỏi căn thì chúng ta cho vào trị tuyệt đối ha, là trị tuyệt đối của 3x-1. Mà ta thấy cái biểu thức 3x-1 này chúng ta chưa biết được giá trị âm dương gì cả. Nên chúng ta vẫn để là trị tuyệt đối 3x-1. Được chưa? Nên câu 13 cô chọn câu D. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu 14. Câu 14, căn bậc 3 của âm 125.
bậc 3. Chúng ta biết căn bậc 3 của một số A thì sẽ bằng một số x. Khi và chỉ khi chúng ta lập phương cái số x này lên, nó chính là bằng A. Vậy bây giờ muốn tìm căn bậc 3 của âm 125 thì chúng ta sẽ tìm một số nào đó sao cho khi mà lập phương cái số đó á thì chính là bằng 125. Vậy ta thấy số nào mà lập phương lên bằng âm 125 nhỉ? À, đó chính là số âm 5. Được chưa? Nên cô sẽ chọn là câu C. Tiếp theo qua câu 15. Câu 15 cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ hình ra. Biết AB bằng 4, AC bằng 3. Thì sin của B bằng. Muốn tìm sin của B thì chúng ta sẽ phải biết được cạnh đối là AC ta có rồi này, và cạnh huyền BC. BC ta chưa biết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải tìm BC. Mà tam giác ABC là tam giác vuông tại A, nên dễ dàng theo định lý Pythagore ta biết là BC bằng 5. Một là chúng ta sẽ tính ra cụ thể theo công thức rõ ràng, và vì làm trắc nghiệm nên chúng ta có thể nhìn nhanh được cho cô là mình biết bộ số quen thuộc của tam giác vuông đó là 345, bộ số 345 ha. Nên nhưng mà ở đây là muốn giải chi tiết thì cô sẽ trình bày luôn ra cho các bạn. Đó là theo Pythagore ta có. Hoặc là các bạn ghi là áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại A. Như vậy thì ghi đầy đủ hơn ha. Là cô sẽ có B bình phương sẽ bằng AB bình cộng với AC bình. Chính là bằng 4 bình cộng với 3 bình. Và bằng 25. BC mà bằng 25 thì suy ra. BC bình bằng 25 thì suy ra BC bằng 5. BC bằng 5 rồi thì chúng ta sẽ có được sin của góc B. Sin B tức là bằng đối chia huyền là AC chia cho BC. AC là bằng 3, BC là bằng 5. Vậy sin B bằng 3/5. Cô chọn ngay được đáp án C. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 16. Câu 16 là tìm điều kiện để căn bậc 2 của 2 trừ 3x có nghĩa. Mà chúng ta biết căn bậc 2 của A có nghĩa khi và chỉ khi A lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì bây giờ để 2 trừ căn bậc 2 của 2 trừ 3x có nghĩa khi và chỉ khi nào đấy? Khi và chỉ khi 2 trừ 3x lớn hơn hoặc bằng 0. Và chúng ta giải ra được đó là x nó sẽ bé hơn 2/3. Bé hơn hoặc bằng 2/3. Cô chọn đáp án D. Tiếp theo chúng ta qua câu 17. Câu 17 giá trị căn 50 trên căn 2 bằng. Bây giờ ta tính ha. Căn của 50 chia căn 2 bằng. Bây giờ chúng ta sẽ khử căn ở mẫu. Nếu mà muốn khử căn ở mẫu thì chúng ta nhân với căn 2, nhân cả tử vào mẫu với căn 2 là ta sẽ có ở dưới mẫu là được 2 nhân với căn 2, tức là căn 2 nhân với căn 50 và chính là bằng căn 100 chia cho 2. Mà căn 100 thì bằng 10. 10 chia 2 tức là bằng
bằng 5. Câu 17 chúng ta chọn câu C. Tiếp theo qua câu 18. Câu 18 trong một tam giác vuông biết cos alpha bằng 2/3 thì tan alpha bằng. Bây giờ muốn tìm tan alpha. Ta biết tan alpha, tan của góc alpha thì chính là bằng sin alpha chia cho cos alpha. Mà chúng ta biết được cos, vậy bây giờ cần phải tìm sin. Mà các bạn nghĩ lại, nhớ lại xem là có hệ thức nào liên quan đến sin và cos thì ta sẽ có ngay đó là sin bình alpha cộng với cos bình alpha bằng 1. Đúng chưa? Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Chúng ta sẽ tính sin bình alpha chính là bằng 1 trừ đi cos bình alpha, tức là bằng 1 trừ đi 2/3 tất cả bình. 2/3 tất cả bình là bằng 4/9. 1 trừ 4/9 bằng 5/9. Sin bình alpha bằng 5/9 thì sin nó sẽ có hai giá trị, đó là cộng trừ căn 5/3. Mà đây vì xét tam giác, trong một tam giác vuông thôi, nên là cái góc alpha này nó sẽ phải là góc nhọn, nên chúng ta sẽ nhận sin có giá trị dương, nên cô sẽ suy ra sin alpha là bằng căn 5/3. Sin alpha bằng căn 5/3 thì mình sẽ tính tan. Tan alpha thì bằng sin alpha chia cho cos alpha. Cái này là vì alpha là góc nhọn. Sin alpha thì bằng căn 5/3. Cos là bằng 2/3, tức là cô chia cho 2/3 ha. Thì bằng gì đây nhỉ? Bằng căn 5/2. Được chưa? Tức là nhân căn 5/3 nhân với 3/2 là bằng căn 5/2. Câu 18 cô chọn đáp án A. Tiếp theo qua câu 19. Câu 19 cho tam giác ABC vuông tại A. Có đường cao AH. Tìm hệ thức đúng. Đầu tiên chúng ta sẽ xét câu A là cos của góc C. Đây. Cos của góc C bằng AB chia AC là sai rồi. Đúng chưa? Tiếp theo cotang góc C. Cotang góc C bằng HC chia cho HA. Có nghĩa là cái câu B là chúng ta xét trong tam giác vuông AHC cotang bằng HC chia HA. Câu này đúng. Chúng ta xét tiếp nè, tan B. Tan B thì bằng AB chia cho AC là sai. Tan thì sẽ phải bằng đối chia cho kề. Đúng chưa? Tiếp tục cotang B bằng AC chia cho AB. Cũng sai luôn, cotang thì bằng kề chia đối. Vậy đáp án đúng đó là câu B. 19 cô chọn câu B. Tiếp theo cô qua câu 20. Câu 20 biểu thức căn bậc 3 của căn x trừ 3. Còn giá trị là bao nhiêu? Căn bậc 3 của căn 2 trừ 3 tất cả mũ 3. Vì cái căn bậc 3, biểu thức dưới dấu căn bậc 3 thì không cần điều kiện, vì nó âm cũng được, dương cũng được, hoặc bằng không cũng được. Nên ta có căn bậc 3 của căn 2 trừ 3 tất cả mũ 3 chính là bằng căn 2 trừ 3 luôn. Đúng chưa? Khi mà đưa ra chúng ta không cần chỉ tuyệt đối gì hết á. Nên câu 20 chính là câu B. Rồi, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong 20 câu. Khi mà chúng ta hoàn thành xong đó, thì các bạn nhớ nhấn nộp bài ha, để xem điểm số và kết quả làm bài. Rồi, đây là kết quả làm bài của chúng ta. Và nếu các bạn muốn
xem lại lời giải chi tiết á, thì các bạn có thể nhấn vào chọn từng câu và nó sẽ hiện ra cái lời giải cho các bạn ha. Cô vừa hoàn thành xong giải đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 9 gồm 20 câu trắc nghiệm. Để có thể thi online các đề khác thì các bạn hãy tải app Học 247 về điện thoại. Và link tải app cô có gắn ở dưới phần mô tả, các bạn có thể xuống đó và mình click và mình tải về ha. Hy vọng qua video này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố lại phần kiến thức. Từ đó có một cái kế hoạch ôn tập hiệu quả để mình đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.